Xin chào các anh ạ, đến với video số 345 của kênh Đầu Câu Tô Cơ Sa Ban nhé. Clip tối nay em gửi đến cho mình vài con máy ngang, vài con máy đứng nha anh. Máy ngang thì sẽ là luôn ngang tay trái cho mình nha, luôn ngang tay trái. Cần thì em sẽ lên một ít cần luôn máy ngang nè, luôn máy đứng có cần hay chi nữa nha anh. Chiều dài của cần thì lên tới tận là 2m7 cho mình luôn ha. Vài cây cần câu ngâm và cuối clip thì sẽ có hai cây cần câu tay đẹp keng cho mình luôn nha. Độ cứng tầm khoảng là 4-5H cho mình luôn ạ. Rồi em xin lên một ít phụ kiện trước nha anh. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là cước total nha, đường kính 0.22mm ạ, có tem chống hàng giả cho mình luôn. Và loại này mình để câu lua cũng khá là ổn áp ạ. Tải cá tầm khoảng là 5,4 kg nha anh, 5,4 kg, mỗi một cuộn là 150m thì em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 300m nha. Em bán với giá là 120k. Và loại cước này thì nó có cái màu trắng trắng đục ha, và kéo một sợi ra thì nó sẽ tiệp với màu nước, không có bị lộ nha mấy anh. Combo mã số 1 hai cuộn cước như này ạ. Sức tải cá lên tới 5,4 kg nha, đường kính 0.22mm ạ. Đến từ hãng Bassa hãng lớn cho mình nha. Em bán với giá 120, mã số 1 120 ạ. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là cước Mỹ nha. Đường kính là 0.45mm ạ, tương đương với size cước số 7. Cái loại này thì em có 0.4 và 0.35 nữa nha mấy anh. Anh nào cần size nào thì cứ báo em ha, em gửi hình ảnh cho mình xem nha. Đường kính 0.45 thì tương đương với size cước số 7, tải cá tầm khoảng 21-22 kg. Cái loại cước này nó sẽ chất lượng hơn những loại cước khác nha. Giống như cái cước Sufix lúc trước em bán thì nó sẽ là 0.45, nó chỉ tải được 16 kg thôi, nhưng mà loại này tải lên tới 21-22 kg luôn nha mấy anh. Và mỗi một cuộn là 130m, em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 260. Nó đến từ hãng Bassa, có mắt in rõ ràng đầy đủ cho mình. Và màu cước này thì nó có cái màu nâu đỏ như này nha, màu nâu đỏ. Đấy. Sợi cước rất là chắc chắn cho mình luôn nha, rất chắc chắn và mịn cho mình luôn. Em ghép combo hai cuộn lại với nhau là 260m, em bán với giá là 130k nha anh, 130k, mã số 2, 103, mã 2. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là cước Yuri. Cái cước này hàng nội địa Nhật nha anh, hàng nội địa Nhật. Đường kính của cái cước này là 0.573mm nha. Tương đương với size cước tầm khoảng size số 10 nha mấy anh. Mỗi một cuộn như này là 549m ạ. Và cái lực tải của nó là tải tĩnh nha mấy anh. Trong đây là thông số tải tĩnh nha, lên tới 30 lb cho mình luôn ha. Đây mắt in Japan nha. Và cái cước này nó có cái màu vàng chanh nha, sợi cước rất là chắc chắn nha, sợi cước to, chắc chắn. Mã số 3, mã số 4 ạ, mã 4. Mã số 3 nha em nha. Mã số 3. Em bán với giá là 250k cho cái cuộn này nha, mã số 3, 250k, mã 3. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là cước lụa Axo nha. Lúc sáng thì em lên cước lụa 0.35, thì chiều nay em lên 0.26mm nha nha. Nó vẫn còn trong hộp, nguyên siêu luôn, chưa qua sử dụng, chưa hao hụt mét nào ạ. Nó có cái tem chống hàng giả cho mình luôn đây ạ. Đường kính 0.26 thì nó sắp xỉ là cước số 3 nha mấy anh. Tải cá 4,5 kg, loại này lua rất là tốt luôn nha. Quăng dây chìm rất là nhanh ha, ra dây cũng nhanh cho mình luôn, vì nó mịn như lụa nha mấy anh, mịn, rất là mịn luôn ạ. Chất lượng vượt trội nha. Và cái loại này rất là khó bị đứt nha mấy anh, khó đứt ha. Kéo một sợi ra thì nó không có bị xoắn dây luôn nha, không có bị xoắn dây. 600m nha, một cuộn như này 600m rất là nhiều nha, xài được rất là lâu nha. Mua một lần để dành xài rất là ngợi nha mấy anh. 600m, tải cá 4,5 kg nè, đường kính 0.26mm nha. Em bán với giá là 199k, mã số 4, 199k, mã 4 ạ. Rồi, em qua máy đây ạ. Con máy mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một con máy chính hãng Daiwa nha. Con này xây thực tầm khoảng là 2.000. Vào cước số 2 là được 220m, cước số 3 150, và cước số 4 là 100m nha. Đấy. Một phôi đẹp nha anh, một phôi đẹp. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Hoạt động máy đây, máy chạy nhẹ tên cho mình nha, chốt chặn đảo chiều ạ. Con máy mã số 1 hoạt động tốt và xây thực 2.000, em bán với giá là 190k cho con máy Daiwa này nha anh, 190k, mã 1 ạ. Mã số 2, số 2 thì em có một con máy dòng Korea xuất Nhật nha, con máy Royabin. Con này vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 120, cước số 4 là 100m nha. Ratio là 4.3, cối là hợp kim, thân là carbon luôn. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt. Con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nhá, chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Máy chạy nhẹ tên cho mình luôn nha, máy chạy nhẹ tên, chốt chặn
đảo chiều. Con máy mã số 2 hoạt động tốt và xây thực của nó là 2.000 nha. Em bán với giá là 270k. Mã số 2 230k, mã 2 230, mã 2 ạ, mã số 2 xây thực 2.000 nha. Mã số 4 ạ, mã số 3. Số 3 thì em gửi đến anh đó là một con máy Shimano SS 1000 xây thực 2.000 nha, ratio 4.2. Cầu cước số 2 là được 150m, cước số 3 là 110 và cước số 4 là 90m nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Máy chạy nhẹ tên cho mình luôn. Máy chạy nhẹ tên, chốt chặn đảo chiều ha. Đấy, con máy mã số 3 hoạt động tốt, xây thực 2.000, hàng Korea xuất Nhật đến từ hãng Shimano. Em bán với giá là 190k nha, 190. Mã số 4. Số 4 thì em gửi đến anh đó là một con máy Boss One. Con máy luôn ngang tay trái nha. Con này có ratio là 7.2 ạ. Vào cước 0.23 là được 180m, 0.28 là 150 và 0.3 là 110m nha. Máy chạy nhẹ nhàng nha, con lăn chi cước làm bằng sứ cho mình luôn. Này. Xạ cước đầy đủ nha, cân ngồi Sibon đầy đủ, độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. Mã số 4 ạ, em bán với giá là 590k cho con máy này nha. Mã số 4 590k, mã 4 ạ. Mã số 5. Số 5 thì em gửi đến anh đó là một con máy luôn ngang tay trái nha, một con máy chính hãng Dawa cho mình luôn. Máy chạy nhẹ nhàng nha, con lăn chi cước làm bằng sứ. Con này nó nguyên siêu nha, còn hộp luôn nha mấy anh nào lấy thì em sẽ gửi kèm theo hộp cho mình luôn nha. Đấy, nó có phủ màu vàng gòn ở mấy cái chỗ này, nhìn rất là đẹp nè, sáng bóng ha. Ratio 6.4. Và con máy này chạy 4 bạc đạn, trọng lượng 195g, tải cả mát 6kg cho mình luôn nha. Một con máy luôn ngang tay trái nha. Máy chạy nhẹ tên nè, máy chạy nhẹ tên. Đấy. Độ mới cao không lỗi lầm, chính hãng ra qua, nhận hàng được kiểm tra hàng nên là mấy anh cứ yên tâm nha. Con máy mã số 5 em bán với giá là 990k cho con máy này nha, 990k, mã 5990. Mà số 6 thì em gửi đến anh đó là một con máy chuyên lô, một con máy Takumi nha, máy chạy 5 bạc đạn cho mình luôn. Cối hợp kim thân là carbon, ratio tận 5.2 ạ. Cầu cước 0.28 là được 165m ạ, 0.33 145 và 0.38 là 125m nha. Thiết kế tay quay đôi độc lạ cho mình đây ạ, thiết kế tay quay đôi độc lạ, đẹp keng cho mình nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ. Cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải được nha. Anh nào thuận tay trái báo em đổi sẵn sang cho mình luôn nha. Về khỏi phải lộng cộng ạ. Máy chạy nhẹ tên cho mình nè. Đấy. Con này có thắng ABS nha mấy anh, có thắng ABS, máy chạy rất là nhẹ luôn nha. Đấy, con này lua khá ổn áp luôn nè. Đấy. Ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn. Máy chạy nhẹ tên ha. Con máy mã số 6 ạ, em bán với giá là 590k cho con máy này nha. Con này xây thực 3.000 nha. Anh nào mà mua con máy này thì em sẽ tặng kèm theo một cái cuộn dù như này nha mấy anh. Và trong máy thì em đã vào một ít cước nha, cước này là cước Nhật nha mấy anh, hãy chưa qua sử dụng luôn và cước xịn cho mình luôn ha. Tặng kèm theo một cuộn dù ạ, vừa có cước mà có dù luôn. Mã số 6 em bán với giá là 590k duy nhất con máy này em bao ship nha mấy anh, 590k bao ship ạ, 590. Mã số 7. Số 7 thì em gửi đến anh đó là một con máy đuôi chuột nha, một con máy đuôi chuột xây thực 4.000 nè, tiếng đầu rắc vẫn còn nha mấy anh. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Và con máy này nó có cái cối hợp kim nha, thân là carbon và cái phôi carbon của nó rất là chắc chắn nha. Ratio tận 5.2 ạ. Cầu cước 0.3 là được 175m ạ, 0.35 là được 130 nha. Cần gạt, con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Máy chạy nhẹ nhàng, con máy này có chế độ xả nhanh cho mình luôn nha, có chế độ xả nhanh. Thắng ABS luôn, con máy này có thắng ABS ạ. Máy chạy nhẹ cho mình luôn ha, đảo chiều. Đấy, có thắng ABS đây. Con máy mã số 7 hoạt động tốt và xây thực của nó là 4.000 nha, một con máy đuôi chuột. Anh nào mà lấy thì em sẽ gửi kèm theo một tặng một cái cối nữa cho mình nha, tặng một cái cối carbon cho mình ạ. Đây, con máy chạy 8 bạc đạn nha, em bán với giá là 350k cho con máy này ạ. Mã số 7 350, mã 7 ạ. Mã số 8. Số 8 thì em gửi đến anh đó là một con máy Gold 7.000, xây thực 7.000, câu ngâm lăn xê đánh lục xăng hàng đều được ạ. Cối là hợp kim, thân là carbon. Cầu cước 0.35 là được 350m ạ, 0.4 207 và 0.45 là 201 nha. Ratio tận 5.2 cho mình luôn. Cần gạt, con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ, máy chạy nhẹ nhàng cho mình luôn, nhẹ tên nè.
chiều. Con máy mà số 8 mà hoạt động tốt, xây thực 7.000, em bán với giá là 290k cho con máy này nhé. 290 mã số 7. Mã số 8. Số 8 thì em con vừa gọi là số 8, con này số 9 nha mấy anh. Con máy này xây thực 7.000 nè, một con máy Yumoshi nha. Ratio của nó là 5.2 ạ. Vào cứ 0.28 là được 300m, 0.35 220 và 0.4 là 200 nha. Phối hợp kim thân là carbon, ngoại hình nhìn đẹp keng nha mấy anh. Mô bên sống cần gạt. Con lăng ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha, máy chạy bạc đạn cho mình luôn. Máy chạy nhẹ nhàng nha mấy anh. Đảo chiều. Chốt chặn ạ. Con này có thắng ABS nha, có thắng ABS và tay quay dạng cán gỗ. Đây nút gập gọn gàng cho mình luôn. Con máy mã số 9 hoạt động tốt, xây thực 7.000, em bán với giá là 270k cho con máy này nhé. 270k, cái phôi cầm rất là đầm tay, không có bị phỏng phao nha mấy anh. Mã số 10 thì em gửi đến mấy anh, đó là một con máy Yumoshi 7.000, xây thực 7.000 luôn. Ratio tận 5.5 và máy chạy 13 bạc đạn nha mấy anh, chạy 13 bạc đạn. Vào cước 0.35 là được 350m, là 0.4 207 và 0.45 là 210m nha. Ngoại hình tổng thể vẫn còn ok này, tay quay dạng cặp cho mình luôn ha. Đấy, cái cá cước thì nó phủ màu vàng gold nhìn đẹp keng cho mình nha. Cần gạt. Con lăng ạ. Đây, mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cối hợp kim thân là carbon nha. Đấy, hoạt động máy đi ạ. Máy chạy nhẹ tên cho mình ha. Chốt chặn. Đảo chiều ạ. Con máy mã số 10 hoạt động tốt, xây thực 7.000, em bán với giá là 190k cho con máy này nhá. 190k mã số 10, 190 mã 10 ạ. Rồi, em hết máy rồi em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến manh, đó là một cây cần lua nha, chiều dài 1m8 nha. Cây này độ tải mồi từ 8 cho tới 25g, tải cá từ 4 cho tới 7kg nha mấy anh. Đây, tay cò cho mình nữa ha. Phủ huyền gần gòn này. Tay cầm dạng cán mút cho mình luôn nha. Da cây cần này có phôi carbon nhám nha mấy anh. Phôi carbon nhám, dàn khoen bắt hãng cho mình luôn. Ngọn của cây cần này là 2.7 nha. Ngọn 2.7 và trọng lượng của cây cần này là 105g ạ, 105g. Màu phôi thì sáng cho mình luôn ha. Cây cần mã số 1 và em bán với giá là 190k nha mấy anh. Chiều dài 1m8 nha. 190k cho cây cần này ạ. 190 mã số 1. Mã số 2 thì em có một cây cần lua. Cây này thì nó có chiều dài là 1m8, cứng ML nha, cứng ML. Tem còn đầy đủ nha. Khoen loại sứ xám nha mấy anh, khoen loại sứ xám. Trọng lượng của cây cần này là 112g và ngọn 1.8 nha. Trọng lượng 112g, ngọn 1.8. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, một cây cần lua máy đứng, lua máy ngang nha, chiều dài 1m8, cứng ML ạ. Em bán với giá là 400k nha mấy anh, 400k cho cây cần này ạ. 400k mã số 2, 400 mà. Khoen bắt hãng nha mấy anh, loại sứ xám. Mã số 3 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần này đây ạ, cây cần Heichi cô bè máy ngang nha. Cây này thì nó có chiều dài 1m8, cứng 30 nha, cứng 30, chiều dài 1m8, cứng 30. Trọng lượng của cây cần này là 144g và ngọn 0.4 ly nha, ngọn 0.8, em đọc nhầm, ngọn 0.8 nha. Dàn khoen bách hãng cho mình luôn à, dàn khoen bách hãng, chiều dài 1m8, cứng 30. Tay cầm dạng cán mút cho mình luôn, tay cầm dạng cán mút. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 360k cho cây cần này nhá. Một cây cần Heichi cô bè nha, máy ngang Heichi cô bè máy ngang. Mã số 4 ạ, em bán mã số 4 gửi đến anh, đó là một cây cần lua nha, chiều dài 1m8, cứng ML, chiều dài 1m8, cứng ML. Cây này đến từ hãng Suzumi nha, đến từ hãng Suzumi. Và cây cần này có ngọn là ngọn sợi thủy tinh nha mấy anh, ngọn sợi thủy tinh, ngọn dẻo cho mình luôn. Trọng lượng 126g và ngọn 1 ly nha, ngọn 1 ly, dàn khoen bách hãng cho mình luôn. Màu phôi thì còn đẹp, hai dàn khoen thì hơi bị rỉ nhẹ nha mấy anh. Đây cái bát đi ha, bát vặn cho mình luôn nha. Tay cò, một cây cần lua máy ngang, chiều dài 1m8, cứng ML nha. Tay cầm dạng cán mút cho mình luôn nè. Em bán với giá là 500k cho cây cần này nhé. 500k mã số 4, 500 mã 4 ạ, 500k. Mã số 5,
Số 5 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần máy ngang luôn. Cây cần này nó có chiều dài đến từ hãng Olympic nha, đến từ hãng Olympic. Và cây cần này nó có cái chiều dài là 1m68 nha, 1m68. Cây này cứng thực tế, cứng mờ nha anh, cứng thực tế, cứng mờ. Trọng lượng 169g và ngọn 1.7 ly nha, ngọn 1.7 ly. Vàng khoen Fuji loại xứ nha, vàng khoen Fuji loại xứ Basaban nha anh. Đây, tay cầm ha, dạng cán súng nha anh. Trọng lượng 169g và ngọn 0.7 ly. Chiều dài 1m68 đến từ hãng Olympic nha, cứng thực tế, cứng mờ cho mình luôn ạ. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn, phôi carbon xoắn, màu phôi thì còn đẹp nha. Cây này độ mới còn tầm khoảng 90% hơn nha mấy anh. Em bán với giá là 380k, mã số 5 380k cho cây gần này ạ, mã số 5 380. Mã số 6. Số 6 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần lua máy đứng nha. Bát Fuji bát vặn cho mình, tay cầm dạng cán gỗ bần luôn nè, bát Fuji bát vặn, tay cầm cán gỗ bần. Cây cần này nó có chiều dài là 1m8, cứng ML nha, medium light. Tải mồi thì tầm khoảng là 3.5 cho tới 15g nha, 3.5 cho tới 15g, chiều dài 1m8 ạ. Vàng khoen Fuji loại xứ đen cho mình luôn ha. Trọng lượng của cây cần này là 96g và ngọn 1.8 ly nha. Ngọn 1.8 ly. Phôi là phôi carbon xoắn nha anh, phôi carbon xoắn, màu phôi đẹp keng, vàng khoen đây chưa có bị rỉ hoặc là bị dính cặn mũi biển luôn nha. Cây này màu phôi còn đẹp nha, màu phôi còn sáng cho mình luôn. Chiều dài 1m8, cứng ML, tải mồi từ 3.5 cho tới 15g nha. Tay cầm dạng cán gỗ bần luôn, bát Fuji bát vặn cho mình. Đẹp keng ha. Cái cần này mã số 6 em bán với giá là 390k nha anh, mã số 6 390k, mã 6 ạ, mã 6. Mã số 7. Số 7 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần lua chiều dài 1m8 nha. Cái này cứng thực tế, cứng mờ nha. Cái này cứng thực tế, cứng mờ nha anh, cứng thực tế, cứng mờ. Ngọn 1.6 ly ạ, ngọn 1.6 ly. Vàng khoen bát hãng cho mình luôn, khoen bát hãng. Trọng lượng của cái cần này là 115g nha, ngọn 1.6, trọng lượng 115g. Đây, cái vàng khoen nó chưa có bị rỉ ha. Phôi carbon nhám nha anh, cái chỗ này nó bị bong keo nha anh, bong keo. Chiều dài 1m8 nè, cứng thực tế, cứng mờ nha, tay cầm dạng cán mốt luôn. Vàng khoen bát hãng luôn, khoen bát hãng. Em bán với giá là 330k cho cây cần này nhé, 330k, mã số 7 ạ, 330, mã 7, 330. Mã số 8. Số 8 thì em gửi đến anh, đó là một cây phan tôm nha, một cây phan tôm. Đây, coi các con xoắn 7 cá cho mình luôn. Đây, chiều dài là 1m98 nha, chiều dài 1m98. Lua mồi thì tầm khoảng là 3/16 đến 3/4 OZ nha, tải cá từ 6 cho tới 12 lb nè, chiều dài 1m98 nè. Phôi là phôi carbon xoắn vảy cá nha, và cây này chính hãng Daiwa luôn, tem vàng còn đầy đủ. Vàng khoen Fuji loại xứ xích nha, vàng khoen Fuji loại xứ xích. Ngọn 1 ly 1, trọng lượng 106g, ngọn 1 ly 1, trọng lượng 106g. Và cây này độ mới còn tầm khoảng 80% nha mấy anh. Nó có bị trầy xước theo thời gian nha, bị trầy xước theo thời gian, nhưng mà cái phôi cần vẫn còn rất là dày dặn nha, chưa có ảnh hưởng gì đến phôi cần, nó chỉ bị trầy xước ở bên ngoài thôi. Tay cầm dạng cán gỗ bần đây ạ, ở đây nó có cái lớp da phan tôm cho mình luôn nha. Cái cần mã số 8 mà em bán với giá là 1.250k nha, 1.250k cho cây cần này ạ. Vàng khoen Fuji loại xứ xích còn sáng bóng luôn nha mấy anh. Một cây Daiwa phan tôm, chiều dài của nó là 1m98 nha, 1m98. Đấy, cứng lờ nha, cây này cứng lờ nha mấy anh, cho mình câu cảm giác ha. Em bán với giá là 1.250k, 1.250k, mã số 8 ạ, mã 8 nha, mã 8. Mã số 9. Số 9 thì em gửi đến anh, đó là một cây chiều dài là 2m28 cứng lờ nha, 2m28 cứng lờ. 2m28 cứng lờ ha. Vàng khoen Fuji loại xứ đen nha. Trọng lượng của cây cần này là 98g và ngọn 1 ly nha, ngọn 1 ly, trọng lượng 98g ạ. Màu phôi đẹp nha anh, màu phôi đẹp. Đấy. Chiều dài 1m98 cứng thực tế, cứng 2m28. Đây, cái bát là bát Fuji nha.
dàn khoan Fuji loại sứ đen luôn, bát là bát Fuji, tay cầm dạng cán mút cho mình luôn nè. Cây cần mã số 9 nè, em bán với giá là 500k nha, 500k cho cây cần này nha anh, 500k, 500 ạ. Ngọn sợi thủy tinh nha. Cây cần mã số 10 thì em gửi đến man, đó là một cây cần lua nha. Cây này có cái phôi là phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân. Dạng khoen RV cho mình luôn, dạng khoen Fuji loại xứ xích chân gòn, ngọn 2 ly 3 và trọng lượng của cây cần này là 199g nha. Cây này chiều dài là 2m7 nha anh, 2m7. Màu phôi đẹp nha, màu phôi đẹp cho mình luôn nè. Dạng khoen tất cả đều là khoen Fuji loại xứ xích chân gòn và thuộc dạng khoen RV nha. Cây này thì nó có cái độ cứng là MH à, chiều dài 2m7, cứng MH. Lua mồi từ 30 cho tới 60g nha. Cây này là cây Yamaha Blend hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Tay cầm đây, cái bát chuẩn Yamaha C14 cộng cho mình luôn nha. Tay cầm dạng cán mút luôn, cán mút êm ái nha. Đẹp từ gốc cho tới ngọn nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân đẹp ken này. Cây cần mã số 10 ạ. À, một cây lua săn hàng nha mấy anh, lua lóc chèm gỉnh gền biển nha, đều được hết luôn ạ. À, cây này đánh nháy thật vẫn được nha. Độ tải mồi lên tới 60g nha mấy anh. Em bán với giá là 1.550k cho cây cần này ạ, 1.550k, 1550 ạ, mã số 10, 1.550k. Mã số 11, 11 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần Heiichi câu bè nha. Cây này chiều dài 1m8, cứng là tầm khoảng 20 nha anh, cứng 20. Đây, à, đây độ cứng này tầm khoảng là 20 cho tới 50 nhưng mà em cảm giác như là nó cứng tầm khoảng 20 nha. Một cây sweat nào. Bát Fuji bắt gặp cho mình luôn ha, bát Fuji bắt gặp, tay cầm đây, trọng lượng 189g và ngọn 1 ly 2 nha, ngọn 1 ly 2. Màu phôi đẹp nha mấy anh, màu phôi đẹp đấy, ngọn đây ạ. Dàn khoen Fuji loại sứ đen nha, dàn khoen Fuji loại sứ đen, cây cần mã số 11 em bán với giá là 550k cho cây cần này nhá, 550k, 550 ạ, mã số 11. Mã số 12 thì em gửi đến man, đó là một cây cần này đây ạ. À, chiều dài là 1m8 luôn, cứng thực tế tầm khoảng là 25 nha anh, cứng 25 cho mình, cứng 25. Và cây này nó có trọng lượng là 150g, ngọn 1.5 ly nha. Bát Fuji bát gặp cho mình luôn ạ. À, bát Fuji bát gặp, tay cầm đây, dạng cán gỗ cho mình luôn ha. Trọng lượng 150g, ngọn 1.5 ly. Cây này nó vẫn còn một cái dây này để cuộn này, khá ok ha. Cây cần mã số 12 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhá, một cây cần Heiichi câu bè chiều dài 1m8, cứng 25 nha. Đấy, 350k mã 12. Mã 13 thì em gửi đến man, đó là một cây cần Heiichi chiều dài 2m1, cứng 50 nha. Cây này chính hãng Dawa cho mình luôn nha, chính hãng Dawa. Đây, hàng Việt Nam xuất Nhật nha man, hàng Việt Nam xuất Nhật, tem vàng còn đầy đủ. Đây xuất Nhật nha. Chiều dài 2m1, cứng 50 nha, chính hãng Daiwa cho mình luôn. Bát đây, màu phôi đẹp nha anh, màu phôi còn đẹp. Cây này nó có trọng lượng là 164g và ngọn 1.8 ly nha, ngọn 1.8 ly. Màu phôi đây ạ. À, dàn khoen đây, khoen này là khoen Fuji loại sứ đen nha anh, bao tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình ạ. À, chống mài mòn dây cho mình. Cây cần mã số 13, chiều dài 2m1, cứng 50, chính hãng Dawa, hàng Việt Nam xuất Nhật, em bán với giá là 730k cho cây cần này nhé. 730k, mã số 13, 75730 ạ. À, mã số 14 thì em gửi đến man, đó là một cây cần đây. Cây này thì nó có cái chiều dài là 2m4 nha, cứng tầm khoảng 50 cho tới 120 nha man, cứng tầm khoảng 50 cho tới 120. Và cây này thì nó có cái phôi là phôi carbon rod nha. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh. Dàn khoen đây, khoen này là khoen nòng súng nha anh, thiết kế khoen nòng súng. Trọng lượng của cây cần này là 200g, ngọn 2 ly nha, ngọn 2 ly. Màu phôi vẫn còn sáng bóng nè, sáng. Chiều dài của cây cần này là 2m4 nha anh, tay cầm dạng cán mút cho mình luôn, bát Fuji bát vặn cho mình luôn ha. Tay cầm đây, đẹp từ gốc cho tới ngọn nha, đẹp từ gốc tới ngọn. Dàn khoen nòng súng. Cây cần này em bán với giá là 590k nha, mã số 14, 590k, mã 14, 590, mã 14 mà, một cây xa xôi 2m4, cứng tầm khoảng 50 cho tới 120 nha. 950k, mã 15. 15 thì em gửi đến man, đó là một cây cần Heiichi câu bè chiều dài 2m7 nha, chiều dài 2m7. Cây này nó có cái độ cứng tầm khoảng là
50 nha mấy anh, cứng 50 cho mình luôn nha. Trọng lượng của cây cần này là 263g và ngọn 1 ly 5 nha, 263g và ngọn 1 ly 5. Vàng khoen Fuji nha mấy anh, vàng khoen Fuji. Bát là bát Fuji, bát vặn cho mình luôn nha, bát Fuji bát vặn. Màu phôi đẹp nha mấy anh, cây này còn sáng bóng lắm luôn ạ. À. Cây này vẫn còn sáng bóng cho mình luôn nha. Chiều dài 2m7 à, cứng tầm khoảng 50 cho mình. Này bát Fuji bát vặn nha, một cây hay chi câu bè cho mình nha. Em bán với giá là 380k cho cây cần này nhá, 380k mã số 15, 380 mã 15 ạ. À. Mã 16 thì em gửi đến anh đó là một cây cần trophy, chiều dài 1m8 cho mình câu ngâm xong câu tra nha mấy anh, vàng khoen loại sứ đen phát quang. Ngọn của cây cần này là 3 ly 4, trọng lượng là 199g, màu phôi đẹp nha mấy anh. Cây này câu ngâm xong ha. Tay cầm dạng cán mút cho mình luôn, tay cầm dạng cán mút. Đây. Cây cần mã số 16 và em bán với giá là 160k nha, mã số 16 160k cho cây cần trophy chiều dài 1m8 này nhá. 160k mã 16. Mã 17. 17 thì em gửi đến anh đó là một cây Wind Dragon, chiều dài là 2m1 nha. Cây này có phôi carbon xoắn toàn thân, ngọn 3 ly 6 và trọng lượng là 196g. Phôi carbon xoắn toàn thân nha. Vàng khoen là khoen 3 chân nha, độ cứng 60 cho tới 100 ạ, à. Độ cứng 60 cho tới 100. Đây, tay cầm dạng cán mút cho mình luôn, có một cái khuyên cục dây bảo hộ luôn ạ. À. Cây cần mã số 17 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhá, mã 17 350k mã 17 ạ. À. Mã 18 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tai Japan nha, chiều dài 3m6 đây ạ. À. Và cây này nó có cái phôi là phôi carbon ha. Cái màu phôi đẹp lắm nha anh, và cây này là cây ráp khúc nha, cây cần tai ráp khúc. Trọng lượng 75g và cây này nó có cái ngọn là 1 ly 2 nha, 1 ly 2. Và cây này thì nó có cái chiều dài là 3m6 ạ, 3m6. Mắt in Japan cho mình luôn ha. Chiều dài 3m6 ạ. Màu phôi đẹp nha, ngọn 1 ly 2, cứng tầm khoảng 4H ạ. À. Alo xoay 360 độ chống xoắn dây cho mình luôn nha mấy. Alo xoay 360 độ ạ. Màu phôi đẹp nha, phôi đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn ạ, đẹp từ gốc cho tới ngọn nha. 4 lóng nha mấy, 4 lóng, một cây cần tai 4 lóng. Chiều dài 3m6 nha. Cây cần mã số 18 em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé, 550k cho cây cần này ạ. Màu phôi đẹp keng nha mấy. Ngọn 1 ly 2, trọng lượng 75g. Đấy, chiều dài 3m6 nha, em bán với giá là 550k nha, 550k cho cây cần này ạ, 550. Mã số 19. 19 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tai Hirabuna, chiều dài 6m3, cây này thì cứng vượt 5H, hàng Korea xuất Nhật luôn. Tem vàng còn đầy đủ, và cây này nó có cái ngọn là 1.2 ly, trọng lượng 225g. Cây này thì nó có độ thu gọn là 119cm nha. À, cứng tầm khoảng là vượt 5H nha, cứng vượt 5H. Cây này để săn hàng nha, trôi chép câu dịch vụ, câu sông, hồ tự nhiên đều được nha. Và màu phôi thì vẫn sáng bóng, phôi carbon xoắn nè. Xoắn từ lóng ngọn luôn nha, xoắn từ lóng đầu tiên luôn. Màu phôi carbon xoắn đẹp keng ạ. À. Cây này cực kỳ sát cá luôn nha mấy anh, lên cá rất là rực rỡ luôn nha, lên cá rất là rực rỡ. Cây này em có thêm một khổ 5m4 ha, anh nào mà ưng thì cứ inbox em gửi hình cho mình xem nhé. Màu phôi này đẹp keng nha, không bị trầy xước nha, vẫn còn nắp túi đầy đủ nha mấy anh, vẫn còn nắp túi đầy đủ, nắp túi đầy đủ luôn ạ. À. Cây cần mã số 19 em bán với giá là 1.050.000 cho cây cần này nhá. 1.050.000 cho cây cần Hirabuna cứng vượt 5H này ạ. À. 1050 ạ. À. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha. Hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. À. Chào các anh.